Hâm cho cháu xin chào bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng mũi khoan bê tông chính hãng của thương hiệu Hitachi bản mũi khoan gài SD Plus V15x460. Và đây là cái bên ngoài chứa một khoan tạc, trên này sẽ có logo của Hitachi. Đây là kích thước của và thông số của mũi khoan chúng ta. Đầu khoan V15 này, tổng chiều dài là 460 và chiều dài của cái mũi khoan là 365mm. Và nó sẽ sử dụng cho mũi khoan nha, máy khoan có đầu gài SD Plus, mạng của nó là 401016. Và ở sau đây chúng ta sẽ có màu vạch để bạn thể chắc đường xuất xứ sản xuất ở đâu. Và tiếp đến đây là cái mũi khoan chúng ta thiết kế rất đẹp, nó theo đường xoắn ốc, thì khi càng khoan nó sẽ ăn xuống, nó ăn ngược lại. Và cái phần đầu nó sẽ có cái me này rất là cứng để giúp chúng ta có thể khoan được mắt bê tông cao và có thể khoan liên tục được. Và sau cái phần gần cái phần mũi gài ấy, nó sẽ có logo của Hitachi được khắc như này, và cái kích thước của cái phi này sẽ được khắc như luôn phi 15. Thì khi các bạn sử dụng, chúng ta sẽ để lẫn lộn nhiều khi mũi khoan với nhau, thì chúng ta muốn lựa ra chúng ta cần nhìn ở cái kích thước cái phi ngay cái chỗ cái logo Hitachi chúng ta chọn được rồi. Và đây là cái đuôi gài của nó. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về mũi khoan bê tông SD Plus Phi 15x460. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.